Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về quê ngoại trong tập Món quà của yêu thương. Cuối tuần mẹ bảo với bé Na: "Con có thích về nhà ngoại chơi không?" "Dạ, con thích lắm luôn." Na vui lắm, hớn hở đi khoe khắp xóm, nhảy chân sáo, miệng thì líu lo ríu rít: "Được về quê ngoại chơi, thích ơi là thích." Nha, Na chạy lên nhà trên. Na gọi chị Xíu thật to: "Chị ơi, cuối tuần này em về thăm ngoại." "Em đó, chị Xíu có được về thăm ngoại không?" Na rất tự hào về quê ngoại của mình. Na thích nhất là được ngắm đàn gà dắt tay nhau chạy lon ton trong sân. Từng hạt thóc từ bàn tay Na rải xuống, đàn gà sẽ tranh nhau từng hạt. Na ngồi nhìn ngắm mãi cho tới khi đàn gà ăn no quay lưng đi. Quê ngoại của Na có cả vườn cây đủ loại quả, nào là mít, xoài, chuối, đu đủ. Có cả một cây mận ở trước sân, cứ mỗi khi chín là rụng đầy. Na phải cùng ngoại nhặt quả cho vào thùng rác. Na hỏi ngoại: "Ngoại ơi, sao quả mận lại bị rụng nhiều vậy ngoại?" "Quả rụng nhiều là do quả bị sâu ăn đó con." Rồi ngoại giải thích: "Gieo hạt, hạt nảy mầm, cây lớn lên, một lá, hai lá, một hoa, hai hoa, một quả, hai quả, gió thổi, cây nghiêng, lá rụng, quả rụng, người ta lại gieo hạt đó con." Ngoại từ từ giải thích cho Na nghe. Ngoại luôn yêu chiều Na. Cứ mỗi lần về thăm ngoại, ngoại ra tận cổng để đợi gia đình Na về. Bữa cơm nào có món canh ngoan, ngoại cũng đều nhắc Na ăn thật nhiều vào để cơ thể mau lớn khỏe mạnh, có sức đề kháng nữa. Hình ảnh của ngoại, giọng nói ân cần của ngoại khắc sâu trong đầu óc suy nghĩ của Na. Cuối tuần, Na được về thăm ngoại. Na vui như bông hoa đang nở dưới ánh mặt trời. Mẹ gọi Na: "Na ơi, tới giờ con đi ngủ rồi. Con phải làm gì vậy?" "Dạ, con phải chải răng. Con sẽ ngủ thật ngoan. Để con đến trường học thật giỏi và thuộc nhiều bài hát về tặng cho ngoại nghe." Giọng Na ríu rít thật đáng yêu làm sao. Bé Na của mẹ thật dễ thương. Mẹ Na vuốt mái tóc, hôn lên vầng trán Na. Na ôm mẹ, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng. Na đã 4 tuổi thôi. Na biết tự chăm sóc bản thân mình, biết đánh răng rửa mặt, tự xúc cơm ăn, tự giác uống nước. Bé Na thật là một tấm gương cho các bạn nhỏ học tập. Mẹ luôn là người động viên khích lệ. Na yêu mẹ mình nhiều lắm nên luôn luôn vâng lời mẹ. Bé Na đi ngủ đúng giờ, thường là 9 giờ tối. Mẹ Na bảo với Na: "Con nít phải ngủ đúng giờ mới thông minh khỏe mạnh." Giấc mơ đêm đó, Na đã mơ thấy bà ngoại của Na. Na lại có thêm một chuyến về thăm ngoại thật vui tươi hạnh phúc. Lời nhắn gửi: "Bé ơi, đi ngủ đúng giờ, nghe lời mẹ dạy mới là bé ngoan. Ở trường bé chạy lon ton, nghe cô giáo gọi bé luôn vâng lời." À, giờ đọc sách của cô đến đây là hết rồi. Cô chúc các bạn có nhiều chuyến đi về thăm ngoại thăm nội của mình thật là vui và hạnh phúc nha các con. Và các con thử thật chăm ngoan, thuộc nhiều bài thơ, bài hát để về kể cho nội nghe nữa nha. Cô chào tạm biệt các con. Và các con hãy cùng đọc sách với mẹ của mình để phát triển ngôn ngữ và phát triển tình cảm xã hội thật tốt nha các con.